Chào các bạn. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về mảng ví dụ về mảng hai chiều ở trong Java. Thì thông thường trong các lập trình thì sẽ bao gồm là hai loại mảng. Thứ nhất là mảng một chiều, thứ hai đó là mảng nhiều chiều. Thì tuy nhiên thì chúng ta thông thường ấy là người ta hay khai thác một loại mảng đơn giản nhất của mảng nhiều chiều, đó là mảng hai chiều. Mảng hai chiều đó là một cái mảng của các mảng. Và trong mỗi phần tử của mảng hai chiều thì nó sẽ là một cái mảng một chiều. Thì về mặt tưởng tượng chúng ta có thể coi là các phần tử của mảng hai chiều thì nó hoạt động giống như là một cái bảng tính. Các bạn có thể mở một cái bảng tính Excel ra, các bạn có thể thấy là các cái ô của nó sẽ được xếp theo dạng là các dòng và các cột. Thế thì mảng hai chiều về mặt tưởng tượng thì cũng tương tự như vậy, các phần tử của nó cũng sẽ được sắp xếp theo là các dòng và các cột. Và đối với mảng hai chiều thì cũng có ba loại cú pháp ở trong Java. Cú pháp thứ nhất đó là chúng ta sẽ khai báo mảng, chúng ta có một cái biến đây để mà khai báo mảng hai chiều thì luôn luôn chúng ta sử dụng là có hai cái cặp dấu hoặc vuông thể hiện cho hai cái phần, đó là dòng và cột. Và để truy cập đến một phần tử của mảng hai chiều thì chúng ta cũng sẽ sử dụng là cú pháp đó là chỉ số dòng và chỉ số cột. Thì chỉ số dòng thì và cột thì cũng đều bắt đầu bằng 0. Và cú pháp thứ hai đó là cú pháp mà chúng ta sẽ khai báo và cấp phát mảng. Thì để sử dụng cú pháp này ấy, thì ra dùng là cũng hai cái cặp dấu ngoặc new in. Đấy, chúng ta khai báo một mảng gồm là 3, 4. Thì trong cái cú pháp thứ hai này là chúng ta đã khai báo một cái mảng có tên là B, kiểu là số nguyên, là mảng hai chiều. Và trong mảng này thì sẽ bao gồm là 3 dòng và 4 cột. Như vậy là mảng này có thể coi như một cái bảng tính bao gồm là có 3 dòng và mỗi dòng bao gồm 4 phần tử. Tuy nhiên các bạn chú ý là cái việc mà dòng cột đó chỉ là tưởng tượng thôi. Thế còn thực tế ra là trong bộ nhớ máy tính thì các phần tử của mảng sẽ được sắp xếp liên tiếp nhau ở trong bộ nhớ máy tính. Về cú pháp thứ ba, đó là một cú pháp mà chúng ta vừa khai báo, vừa cấp phát và khởi tạo giá trị cho các phần tử của mảng. Nếu mà chúng ta chỉ khai báo và cấp phát thôi ấy, thì các phần tử của mảng sẽ chưa có giá trị. Đó, vì vậy chúng ta có thể là dùng một cú pháp thứ ba. Trong cú pháp này thì chúng ta cũng sẽ khai báo và khai báo cái mảng có tên là C, thì kiểu là số nguyên, là mảng hai chiều. Tiếp theo ấy, là chúng ta sẽ cấp phát mảng này bao gồm là các phần tử, ở đây sẽ là 3 phần tử, và đồng thời chúng ta đã khởi tạo luôn các cái giá trị cho các phần tử của mảng. Thì ở trong Java đây cũng là một cái đặc điểm mới cũng rất là linh hoạt, tức là cho phép là các phần tử của mảng hai chiều không nhất thiết là phải có cùng độ dài. Thì như vậy ở đây chúng ta đã khai báo một mảng có tên là C, kiểu là số nguyên, đồng thời chúng ta đã cấp phát vùng bộ nhớ để lưu trữ các phần tử của mảng này. Thì chúng ta để ý thấy, đặc biệt là các bạn lưu ý, tức là đối với mảng hai chiều ấy thì mỗi phần tử của mảng hai chiều thì nó là một mảng một chiều. Vì vậy trong cái chương trình này thì chúng ta đã thấy là cái mảng hai chiều này chúng ta đã có 3 phần tử là 3 cái mảng một chiều, đồng thời chúng ta lại khởi tạo luôn giá trị cho các phần tử của mảng C hai chiều, và sau đó chúng ta sẽ in ra.
chúng ta sẽ in ra giá trị, in ra ở đây trong bài này chúng ta sẽ in ra độ dài của các cái phần tử của mảng hai chiều. Chúng ta in ra độ dài của từng dòng trong mảng hai chiều. Đó. Để mà lấy về độ dài của mảng thì các bạn lưu ý là chúng ta không dùng giá trị cứng mà chúng ta sẽ dùng một thuộc tính, đó, tính len. Thuộc tính len là tính dùng để là trả về độ dài của mảng. Đó. Ở đây chúng ta sẽ in ra giá trị của độ dài của các cái dòng của mảng hai chiều. Đấy, thì như vậy chúng ta thấy là chương trình đã in ra giá trị độ dài của các cái dòng của các phần tử của mảng hai chiều. Dòng đầu tiên một mảng gồm 3 phần tử, thứ hai là 4 và thứ ba là 1 phần tử. Thì như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về mảng hai chiều ở trong Java. Xin chào các bạn và chúc các bạn học tốt.